Đêm qua đến sáng nay ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, vùng núi phía Tây của khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Bắc Nam Bộ đã có mưa, cục bộ có mưa lớn. Dự báo chiều và đêm nay ở Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi trên 150mm. Từ chiều tối nay đến sáng mai, vùng mưa sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Cảnh báo có nơi mưa rất to trên 150mm, nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi, ngập úng vùng trũng thấp đô thị. Ngoài ra, vùng núi Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rông rải rác trong chiều tối nay. Cục bộ có mưa to trên 70mm, kèm theo nguy cơ về dông lốc, sấm sét. Mặc dù chỉ mới xuất hiện một vài cơn mưa đầu mùa, thế nhưng tình hình sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long đã diễn biến rất phức tạp khi xuất hiện nhiều điểm đặc biệt nguy hiểm. Phóng viên Quỳnh Tâm tìm hiểu vấn đề này tại An Giang sẽ thông tin chi tiết đến quý khán giả. Đây là điểm sạt lở vừa xảy ra tại thành phố Long Xuyên. Có hơn 45 mét bờ kè tại đây đang bị sụp lún và điều đáng nói là có nhiều vết nứt khá rộng tiếp tục khoét sâu vào bên trong. Qua đo đạc và quan trắc của ngành chuyên môn, hiện An Giang có tới 56 đoạn sạt lở với tổng chiều dài hơn 181.000 mét. Đáng chú ý có 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm như đoạn sông Tiền chảy qua xã Phú An, huyện Phú Tân, đoạn sông Hậu chảy qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, đoạn sông Dầm Nao đi qua huyện Chợ Mới. Nguyên nhân sạt lở chủ yếu là do diễn biến thời tiết bất thường và ảnh hưởng từ các đập thủy điện trên sông Mekong gây thiếu bùn cát bồi lắng. Ngoài các biển cảnh báo, địa phương cũng đang khẩn trương hoàn thiện các hệ thống bờ kè để phòng chống sạt lở. Ở tại các điểm sạt lở thì chính quyền địa phương đã lên nhiều phương án kế hoạch để chủ động di dời người dân, với quyết tâm là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con. Mưa khiến cho bà con vùng sạt lở càng thêm thấp thỏm. Nhưng mưa xuất hiện trên diện rộng mấy ngày qua đã mang về nước ngọt, rửa mặn cho ruộng đồng, cây trái. Ghi nhận độ mặn trên sông Tiền cũng đã giảm dần. Vì thế, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho mở cống Âu Nguyễn Tấn Thành ở tỉnh Tiền Giang. Trước đó, sau 2 tháng đóng ngăn mặn, cống Âu Nguyễn Tấn Thành đã được vận hành trở lại vào ngày 2 tháng 5 để lấy nước ngọt và giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước bên trong cống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của kỳ triều cường đầu tháng 4 âm lịch và gió mùa Tây Nam chuyển về phía Đông Bắc làm mực nước dâng cao, ngày 8 tháng 5, cống Âu Nguyễn Tấn Thành lại được đóng để ngăn mặn. Thời điểm này, cống đã được mở trở lại. Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân tại một số địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng đề xuất làm nhiều hồ chứa nước ngọt quy mô lớn. Cụ thể, tại huyện Cù Lao Dung sẽ là một hồ có quy mô kéo dài khoảng 20 km và 13 hồ khác trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh. Theo đánh giá, các địa phương đề xuất làm hồ chứa nước ngọt đều có cơ sở thuận lợi. Đất dành làm hồ chứa là đất công, vị trí hồ phù hợp với quy hoạch trong thời gian tới của địa phương. Liên quan đến việc xuất hiện nước mặn làm ảnh hưởng đất lúa của nhiều hộ dân ở xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy mà Miền Tây hôm nay đã phản ánh trong các chương trình trước. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu ngành chức năng tỉnh kiểm tra diện tích đất lúa dọc dự án cao tốc Hậu Giang-Cà Mau. Theo đó, sẽ lấy mẫu cát tại dự án cao tốc đoạn qua địa bàn ấp 9, xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang, nơi nhiễm mặn ghi nhận cao nhất là 6,9 phần ngàn để kiểm tra. Trước đó, nhiều hộ dân phản ánh đất lúa dọc đường cao tốc bị nhiễm mặn. Tình trạng nhiễm mặn đã kéo dài từ vụ đông xuân 2023-2024 đến vụ hè thu 2024 hiện nay, làm nhiều diện tích lúa chết, cháy lá, rễ bị thối. Theo bà con, lúa bị thiệt hại chỉ xảy ra khi công trình thi công đường cao tốc bơm cát, diện tích lúa chết cũng tập trung ở một khu vực. Trong tuần tới, thì đơn vị thi công dự án thành phần Hậu Giang Cà Mau sẽ làm việc và phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân bị thiệt hại lúa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để gửi đến quý khán giả. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều hộ chăn nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long đã có những cách làm mới như là thay đổi mô hình sản xuất, chuyển đổi con giống, nuôi theo hình thức là luân canh hoặc là xen canh. Việc linh hoạt chuyển đổi này đã giúp cho người nông dân tăng thêm thu nhập và góp phần bảo vệ môi trường. Ông Phạm Văn Viên,
cùng nhiều bà con trong hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản 30 tháng 4 tỉnh Bạc Liêu đã chọn con cá dứa để chuyển đổi. Thông thường cá dứa nuôi khoảng 12 tháng sẽ cho trọng lượng hơn 1 kg. Thời điểm này có thể xuất bán, nhưng giá bán sẽ cao nhất khi cá đạt trọng lượng tầm 2,5 kg trở lên. Do đó, bà con thường nuôi cá dứa từ 18 tháng đến 24 tháng mới xuất bán. Tới là mình nuôi cá thì ít cái chi phí mình nó ít hơn. Cái mô hình bền vững là nuôi ghép con cá dứa với con tôm với con cua thì tôi thấy là nói chung là cuộc sống thì nó thu nhập nó cao như hồi xưa mà nuôi tôm trúng độc canh một con đó thì nó không bằng, nhưng mà có khả năng là nó đỡ hơn, nó để mà nó bền vững hơn. Cùng với giá trị kinh tế, một lợi ích thấy rõ nhất phải kể đến là nuôi cá dù luân canh hay xen canh trong ao tôm sẽ góp phần cải tạo môi trường nước, giúp vụ nuôi tôm sau ít phát sinh dịch bệnh. Con cá thì nói chung là tới thời điểm này thì nó cũng được 130-140 một ký. Thì nuôi nếu mà bà con nuôi nó nhanh lớn thì có thể 14 tháng cũng có thể là thu được rồi. Nó trên một ký rồi, ký tư trở lên. Còn những bà con nào có điều kiện thì mình nuôi về lớn nữa. Còn con tôm mình thả trong đó thì nói chung là nó sẽ giảm được cái dịch bệnh. Tôi thấy có mấy hộ nuôi là nó không có bệnh. Những cái mô hình đó tôi cho rằng là rất có hiệu quả. Mà được như thế thì Ủy ban tỉnh sẽ khuyến khích chỉ đạo Sở Nông nghiệp điều tra khảo sát những mô hình mới để nhân rộng mô hình này trong cái thời gian tới để đạt hiệu quả cao hơn. Tại Cà Mau, nhiều hộ chọn cá kèo làm mô hình chuyển đổi. Những ao tôm công nghiệp trước kia giờ đây thả nuôi mỗi năm một vụ cá. Thời gian còn lại, bà con thả nuôi các đối tượng khác để có thêm thu nhập. Chuyển đổi để thích nghi, bà con giờ đã có thể ứng phó linh hoạt trước những tác động từ thị trường và biến đổi khí hậu. Cùng với đó, cách làm này còn góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi và giữ được mạch phát triển chung của ngành kinh tế thủy sản đồng bằng.